Bây giờ người ta đi bằng chân thì nó thẳng tiến vào trước đây. Bảo từ lúc vào này không vui cho chúc chúng. Một hai năm nữa về quê sống. Tài được. Sống ở quê nó yên bình. Cảm giác kêu khó chịu. Tôi chè hai vợ chồng nhờ, càng ngày đi bạn. Trồng chè hai chỗ này đấy, cái này đi nó có vải nhưng không kêu. Hả? Cái chè giống à? Hạt hạt chè, cái quả đấy nữa. Cái chè giống này mà. Ừ có đấy, thế nhưng mà người ta ươm đầu tiên là phải bằng hạt. Trồng hạt ở quê trồng hạt nó nhanh và nó ấy bền chè. Sáng hôm nào mình đi đi cây cho ông bạn trên kia có cái chè giống như này. Chỗ này. Đi ra thì ra đồng đồng. Đã trái nhỉ. Cái phải. Sao nó chỉ nhìn cái lan là nó. Ai chà. Bây giờ em lấy cái nhỏ chị Hương lấy cái to về hai người. Nào. Đâu? Cái phải. Ngon không? Lạc ngồi. Vườn đấy bao nhiêu? Về làm vườn nhà hơi bị ở đây là trang trại ấy. Làm vườn trang trại nếu mà giàu thì đầu tư là có vườn đâu đằng sau đấy. Đây à, đây là trái à? Trái đúng không? Sau này cứ có sản phẩm là alo cái là xe tải và chở hết. Ba cộng hạt. Phía sau cộng hạt. Phía sau mình sẽ bỏ cái tăng. Tăng. Đây, đâu, chỗ nào? Được chưa? Đừng mua hết. Đừng bê tông nhé. Cái bóng thì này có thiên nhiên em nhận. Có tự nhiên luôn. Những nhìn đầy cái thuốc thì mình cũng biết đấy nhỉ. Làm gì mà mở số đấy? Đừng ăn nữa. Nước. Ăn cái gì đấy? Ăn cái gì đấy? Cho thằng ấy nhịn đi. Ăn mấy tí nữa đừng ăn đôi cái nhá. Mở cửa cho điều hòa nó mát chứ cái tí nữa lại kêu. Được cái nọ lại kêu kia. Ông. Ông bấm mắt. Hai cây một cây sau, cây trước này. Có một tí đấy bảo đây vẫn còn đầy quả cơ mà lấy. Cây sau đầy quả ăn được. Cây sau hầu như là quanh năm. Cây thì thích lạ. Quả này ra người đầy. Thế
Lửa chán nhỉ. Lương ăn ít miếng rồi. Lương ăn ít miếng không béo. Bây giờ này có nhanh hơn được không? Đâu mà đi được khác rồi. Đi ra Tân Kỳ chứ chưa đến Tân Kỳ. Quay lại đường kia thì nhanh hơn. Thế mới hỏi đường này nó có tắt được nhiều công. Đây là đây. Đường này nó hợp cái bài hát là xe không có kính, không phải là không có kính. Bom giật, bom rung, bom đào, bói vỡ hết rồi. Đây mà là đường đẹp à? Đường này chắc xe một kéo. Đường này hình như hôm trước đi một lần rồi. Cái cây này bán được rồi nhỉ? Chưa. Cái kéo này mà chúng ta mới cái cây to như thế. To hơn này. Năm được gì nữa? Chẳng bán. Sáu năm rồi. Quá bán rồi. Sáu năm rồi đấy. Không tính là để bán thì bán. Quên túi hành như thế này. Quên hành. Có đúng. Chào mẹ, ra lại bảo con này lại quên hành. Con này nó lại cho tao. Thôi, quay lại trên này. Quay làm gì sắp tới thôi. Quay lại lấy hành nhé. Là lúc ra chuẩn bị đánh chè là mình đã linh tính ở trong đầu nhá, là sách cho thứ hành nhá. Anh này còn cơ thôi. Hả? Đây là cô đấy. Thế chú bảo là chú nghĩ ở trong đầu chú bảo là kiểu này phải mang thứ hành ra xe luôn không thì quên. Thế là y thì đang quên. Được xong cái chè thì quên mẹ mất hành. Mười ngoài đấy không ăn được hành. Mùi. Mùi. Ông ơi. Ai đến kêu chú mùi. Ông bà hay ăn. Vào nhá. Vừa ông nào này anh này. Quên cả mở ra chú học. Ông ơi. Mùi này là cho nó ăn rồi. Ăn đấy thôi. Hoa đây, hoa đây. Hoa tràm đây. Đường này giống như đường nguyên sinh nhưng mà có cái bê tông lớn. Đó, đá kìa. Úi, thấy chưa? Đường này giống như đường nguyên sinh rồi. Đây là đẹp. Đường này thì lên như này nó bắt sóc rồi. Có sóc không? Có. Nào về. Tết về nhỉ? Tết về làm cái gì? Ừ. Đi, cái thích cái gì là tưởng tượng này. Đường Phúc Phương á, nó có. Đợi. Vậy là thì là nổ báo thì không có đâu. Lan rồi thì chắc chắn nó có các bạn ạ. Bọn đi đang tìm nó lấy. Dừng như thế này mà không có rắn, con chuột, con sóc, con trồn á. Đây. Con chim á, nó mẹ chim cái này. Chả màu cái thứ gì? Vì là quả tràm này là lời ăn mà sóc hoa quả tràm này mà. Buồn nôn ăn lắm nào. Buồn nôn mà. Buồn nôn, buồn nôn. Buồn nôn ăn đấy ơi. Linh quả vào. Bỏ lên lên. Kiểm soát. Răng thì ăn nào được, răng nhai mạnh được. Ăn thì gà ngọt. Không ăn đâu nha, để lấy tí nữa ăn đấy. Khi nào ăn xong thì chẳng biết nữa. Hồi nãy ở trên nhà gọi điện cho chú xem là có lấy gì không để lấy ra. Có bảo bố bắt con gà con vịt cho con gà con vẽ gì không? Ấy giờ cái chuồng chim này. Gà vì hơi ác ấy. Đấy hồi nãy vừa qua tí rồi đi gì. Vừa qua ông một tí rồi đi gì. Ông gửi cho mày cái chè. Ông gửi cái chè sao? Lên chơi với ông tí bây giờ đi. À có. Không ông bảo là có bộ, con bộ. Gà con gà. Ôi trời ơi. Được rồi, các bạn hỏi chú xem bắt được không? Chắc em thấy không chẳng bạn. Chú lấy đi nào bắt. Nó là chứ là xây cái ốt chợ rất là không bán được thì xây do thuê thì đất mà bán thì đất này bán cho ai áo quần thì nó mua lắm mua ngày nào mua được giờ phố mình không mà bán rồi rồi rồi. Này các bạn ưa thích cái sợi đời bán con bò là đủ con đấy chân thật đây là thành phố về cách ly đây rồi thì coi chứ coi đây bố bố con đi theo ô tô đây nè gửi nhà ông bác giờ lấy xe về Vĩnh chơi là về Vĩnh chú ăn uống xong rồi chiều về đến Vĩnh đi học đây tất cả cũng quay về đi học đường đây đông nhỉ đấy con là cô giáo Thắng gọi cho Thắng mai đi học rồi mà bảo mai học được 2 hôm xong rồi lại nghỉ 30/4/1/5 bảo tôi bảo nghỉ luôn 30/4/1/5 xuống cho xuống học 3-4 hôm đấy. Và về thứ năm rồi năm
sáng sớm đi rồi. Đi thẳng kìa. Dạ đấy. Nhớ đường đấy. Hả? Đường này là nhớ à? Đây là cái biển này, Tân Kỳ đi thẳng này. Rẽ là lên Rú ấy. Không bao ghi bán rẽ là Ủy ban Giang Sơn Tây. Giang Sơn Tây. Giang, Giang là rừng, Sơn là rừng, Giang là... Giang là nó... Giang cây Giang. Giang Sơn. Giang là cây Giang, là rừng Giang. Giang là Sơn, đúng rừng, Giang là Giang Sơn. Vân Sơn là núi. Các bạn ở Đô Lương mình đây là mình núi nên là có sơn sao? Cả tỉnh Nghệ An này thì chỗ nào cũng có núi. Chỗ này tên này là núi là vì là ít người ở, chỗ là ở dưới mình di dân lên ở, tên này là có núi đâu. Nó bị dốc như thế chứ. Tên này toàn dân di cư lên mà dân dưới xử lý rồi di cư lên đây. Đấy, quay lại đến kia là thấy hơn đi. Nên là những người chỉ đường là hầu như là chỉ theo đường xe máy ấy, chả có ô tô rồi. Ví dụ như em chỉ em kỹ cả năm mình như vậy lần mà có thể về mình không đi anh nhỏ. Đây là nó về nó đi đường này nó đi bằng xe máy ấy. Ra nó quen rồi. Đấy nó phải lai ra ngoài này bắt đi. Đâu, đi thì em. Ra ngoài nó cũ. Như là mới được Tân Kỳ rẽ vào đây luôn này. Có cây xanh. Xanh Giang Sơn. Giang Sơn. Không nhớ lắm đoạn này nhỉ. Đi xuống đứng về Đô Lương nhỉ. Đấy chính đường hôm trước mình về đây nhưng mà khó hình dung ra đoạn nào đoạn. Rồi bây giờ 55 để từ nhìn từ đây ra đấy thôi bao. Là chờ được ngay cái đoạn kia. Đoạn này cũng gần đến Tân Kỳ rồi này. Gần đến km không rồi. Hả? Gần đến rồi đúng không? Qua cái chỗ rừng rú rồi. Rừng cây ấy. 5 km thì kìa Tân Kỳ 5 km thì là mình đi ra được một ít rồi. Tắt được có chục cây rồi. Chục cây mà đường này 7 cây sắp quá rồi. Thì mình đi hết vạch. Sai thấy chưa? Phanh thì sai chưa? Đáng nhất đường này nó phải cao lên thì nó ôm vào giữa đường này thế này này. Này là lật. Nó ôm ra đường này là lật. Vào đường này. Đường làm cả. Cái đoạn cầu trắng của mình thế. Từ khu công nghiệp đi về đấy. Nó ôm lật. Thế cái đường cái mặt đường ấy nó làm kém. Tháng học việc ạ, năm đầu thằng này đưa ngoài luôn. Chỉ cần tấn đi tấn trao. Năm trả lợi hết rồi. Thế...
mái thế à? Giá man. Cái gì đâu thằng này. Nhà cái lối này như là nhà cụ Phùng Lệ với lại cậu ấy là nhà cụ Ngọ. Đây. Đây này. Thế qua rồi chỗ này thôi. Qua đây. Qua cái cổng làng. À đây qua cái chỗ này một tí nữa. Phương chưa vào đấy bây giờ. Đi uống rượu rồi mà. Qua rồi. Cái chỗ vừa bảo chỗ vừa bảo cảm ơn này là qua cột mốc rồi. Thế là được chưa? Cần hả? Đi ra thì phải đi vào. Đi ra mà. Ra Hà Nội mà. À, đoạn đoạn đi vào. Ngọc Lặc 143 cây. Bây giờ 12 giờ kìa. Đi mất hai tiếng rưỡi chỗ cái đường đi chơi đấy. Vào nhà Cường vào nhà Thúy là đi đường Sóc cộng lại ba cái thành 2 tiếng rưỡi. Bây giờ là 49:50 rồi. Vài phút nữa thôi là đến 12 giờ. Đừng ngon. Nhưng đói chưa? Để ăn thôi nha. Nói tóm lại là tài xế mà không ăn thì thôi, tốt nhất là ai ăn để đói thì cứ mở ra ăn. Vừa đi vừa ăn, có làm gì đâu, đúng không? Thằng Lương ăn rồi mà. Lương ăn bún rồi. Lương nó không ăn đâu. Lương nói chưa để ăn? Về với Chín ăn. Nhiều không? Thì nhiều. Về với Chín ăn. Hai giờ ăn hay chưa? 2 giờ ăn. 2 giờ ha? Ở đây ai đọc giờ cho mà ăn? Đây về không sao đâu. Nằm cũng trang đẳng rồi. Trang đẳng. Cái kiểu ăn bao nhiêu loại rồi? Bún này, mía này, cà phê này. Chẳng giờ ăn gì đâu. Làm một bát cơm. Bát cơm, bát bún, trứng, một ly cà phê, một túi mía. Mấy túi? Hai à? Hai mía. Ôi trời. Có chè tươi đây nè, xuống đây, uống này. Đốt rác ấy. Nghĩa lập, nghĩa đàn. Cái góc này đốt là chết đấy ạ. Cái này chừng không phải cố đi ạ. Cái loại này nó không tái sinh gì nhỉ. Cái này nếu mà nó bật nó bật đấy chứ. Nhưng mà cái này đâm này nó toàn là mố lại ghẹp chứ không phải cái canh chứ không phải là lại hạt. Vậy ạ, không phải tạo sinh như đọc chặt nó bật lấy gì. Lần đầu tiên người ta trong cái loại canh kẹp người ta cắt cái canh ngon nên người ta chậm củ từ nó ra đây này, nó phải lấy hạt. Trong giống như trong giống nó đất vậy chứ? Chẳng giống không lại chỉ cả rơm bằng hạt. Có hai loại nhưng hạt ít lắm. À, tâm canh đúng không? Có một loại tâm canh hết. Nhưng mà chứ là tâm canh à? Tâm canh. Đấy, nhưng mà nó lại không đẻ. Cái nào nó đẻ? Đẻ nó không lớn. Nó làm đường lên. Quy hoạch. Nó quy hoạch lại. Nó làm đường lên. Trước là những bạn như thế này là cái kinh nghiệm tình nguyện thấy rõ là ra ở nuôi dây với làm rừng đấy, bây giờ là bán cũng cũng nuôi trong đấy. Ờ, bây giờ thì ở nó ở hết rồi, mỗi nhà ra đây là nó còn cái nhà nước còn cái là hỗ trợ tiền giống, hỗ trợ tiền ra ở đây là với lại kéo miếng đường nước đường điện này với lại có nghĩa là bán được rừng không đấy. Bây giờ thì bán ngon rồi, bán được rừng không mấy ha, mấy là trồng cây này để chặt bắt đầu về. Bây giờ là 12 giờ thì ở đây là gì mà mau đấy, bạn đi ăn nhậu ở trong này đâu đơn giản nói gì đấy, chặt cái này nhỉ, đứng ngay bên này luôn. Ôi mình có nhìn về ở trạm đầu này nó cũng đứng đấy luôn nhỉ. Đánh xe ra như này. Bộ ra mà đi làm. Nhìn đẹp không? Rồi mình đây ở trong này mình kêu ở ngoài bọn Yên Bái, bọn Lai Châu, bọn đấy đều là nó trồng quế anh không ạ? Trồng quế kinh tế cao lắm. Bán vào quế, được làm thuốc. Đấy, nó trồng quế, nó không trồng keo nữa. Đây là ở ngoài kia, cái khí hậu ngoài kia là cái là nó còn trồng cả thảo quả, kinh tế cao. Nhìn thấy nhà sàn nó làm nhà sàn, có nhìn là bọn Yên Bái kia làm nhà sàn bằng bê tông ấy, 6-7 trăm triệu đẹp cùng luôn. Giá trong sơn làm cả bộ kia đẹp. Nhà sàn đấy vẫn là nhà sàn cũ, nhà sàn cũ. Còn nếu nếu nhà sàn bê tông mà mới giống như kiểu mới làm đẹp lắm. Nhìn mềm. Đây các bạn bọn dân tộc thì ăn như da tộc nó giàu kinh khủng luôn. Cầu bò cả đàn, dê cả đàn, ruộng thì bọn ấy làm ăn thì có phải tộc quế rồi gì không? Mà bọn nhà nghèo rồi nhà nước còn hỗ trợ gạo kia cho con cái học hành, bọn này nó chẳng mất tiền, còn trợ cấp.
nghĩa là là thấy bà trồng lương đấy, đúng không? Bao nhiêu lương? Được rồi đấy.